Tư thế quằn quại của bức tượng như ẩn chứa tâm trạng đau đớn bi thương, phẫn uất. Đây là tượng mình rắn chân rồng trong tư thế miệng cắn thân, chân xé mình có từ thời nhà Lý. Tượng hiện được đặt trong di tích của chùa Bảo Tháp, đền Thái sư Lê Văn Thịnh tại Bắc Ninh, được đánh giá là tác phẩm điêu khắc độc nhất vô nhị Việt Nam, được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2013. Đây là pho tượng độc đáo chưa từng thấy trong các di tích ở Việt Nam và gần như chưa từng xuất hiện trong khu vực Đông Nam Á. Bức tượng được xem là cứ liệu lịch sử liên quan đến nghi án hóa hổ hại vua của Thái sư Lê Văn Thịnh. Các sử gia sau này đều cho rằng ông đã bị hàm oan. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Thái sư Lê Văn Thịnh là bậc kỳ tài, ông đỗ thủ khoa kỳ thi Minh Kinh Bắc Học thời Lý Nhân Tông, được tôn vinh trạng nguyên. Ông làm quan tới chức thái sư với nhiều công lao to lớn. Đến năm 1096, Lê Văn Thịnh dính vào vụ án hồ dâm đàm nên bị kết tội mưu phản, sau đó bị đưa đi lưu đày rồi mất do tuổi cao sức yếu.